Cô chào các em học sinh lớp 2 đến với chương trình học tập trực tuyến. Các em thân mến, tiết tập làm văn hôm nay, chúng ta cùng thực hành giao tiếp đáp lại lời đồng ý của người khác, đồng thời quan sát tranh nói về những điều em biết về biển qua bài học đáp lời đồng ý, quan sát tranh và trả lời câu hỏi. Để biết cách đáp lời đồng ý, cô mời các em cùng lắng nghe mẫu đối thoại sau nhé. Cháu chào bác ạ. Cháu xin phép bác cho cháu gặp bạn Dũng. Cháu vào nhà đi, Dũng đang học bài đấy. Cháu cảm ơn bác. Cháu xin phép bác. Khi đến nhà Dũng, Hà nói gì với bố Dũng? Cháu chào bác ạ. Cháu xin phép bác cho cháu gặp bạn Dũng. Lúc đó, bố Dũng đã trả lời như thế nào? Cháu vào nhà đi, Dũng đang học bài đấy. Lời nói của bố Dũng là lời đồng ý, cũng là lời khẳng định. Để đáp lại lời của bố Dũng, Hà đã nói như thế nào? Cháu cảm ơn bác, cháu xin phép bác. Như vậy, khi được người khác cho phép hoặc đồng ý, ta cần đáp bằng lời cảm ơn chân thành và thái độ lịch sự. Sau đây, chúng ta cùng vận dụng đáp lời đồng ý qua các tình huống tiếp theo ở bài tập 2 nhé. Nói lời đáp trong các đoạn đối thoại sau. Hương, cho tớ mượn cái tẩy nhé. Ở tình huống này, bạn Hương có đồng ý cho anh mượn tẩy không? Bạn Hương đáp ừ, có nghĩa là Hương đã đồng ý. Khi nhận được lời đồng ý của bạn, thì mình nên đáp như thế nào? Cô gợi ý cho các em nhé. Cảm ơn cậu, tớ sẽ trả lại nó ngay sau khi dùng xong. Cảm ơn bạn nhé, bạn tốt quá. Tớ cầm nhé. Mình cảm ơn bạn. Chúng ta cùng tiếp tục sang tình huống khác. Em cho anh chạy thử cái tàu thủy của em nhé. Vâng. Tình huống này, khi được em đồng ý cho mượn đồ chơi là một người anh, ta nên nói gì? Các em cùng suy nghĩ để có một lời đáp phù hợp nào. Cô gợi ý cho các em nhé. Cảm ơn em ngoan quá. Em của anh ngoan quá. Anh sẽ chơi cẩn thận. Trong cuộc sống, chúng ta cần thường xuyên dùng những lời cảm ơn với thái độ vui vẻ, chân thành. Điều đó thể hiện mình là người văn minh, lịch sự và khiến cho người khác cảm thấy vui đấy, các em ạ. Trước khi qua bài tập số 3, cô mời các bạn cùng thư giãn một chút nhé. Bây giờ chúng ta cùng sang bài tập số 3. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi. Cô mời các con cùng đọc câu hỏi với cô nhé. Tranh vẽ cảnh gì? Sóng biển như thế nào? Trên mặt biển có những gì? Trên bầu trời có những gì? Chúng ta sẽ lần lượt trả lời từng câu hỏi. Câu A. Tranh vẽ cảnh gì? Bạn nào đã đi biển rồi? Mà các em đã đến ở đâu? Nước ta có nhiều bãi biển đẹp và nổi tiếng như là Nha Trang, Phan Thiết, Vũng Tàu, Phú
Phú Quốc và còn rất nhiều bãi biển khác nữa đấy. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta có thể nói như sau. Tranh vẽ cảnh biển buổi sáng. Bình minh lên, cảnh biển thật là đẹp. Các em quan sát tranh kết hợp những điều mình biết về biển. Chúng ta cùng trả lời tiếp câu hỏi. Sóng biển như thế nào? Chúng ta có thể dùng những từ ngữ để tả sóng biển như những con sóng trắng nhấp nhô trên mặt biển xanh, từng đợt sóng rượt đuổi nhau tung bọt trắng xóa. Ngoài sóng biển ra, trên mặt biển có những gì? Trên mặt biển trông thật sinh động phải không các em? Trên mặt biển, những thuyền đang dương buồm ra khơi đánh cá. Những cánh buồm được nắng sớm chiếu vào, nhìn xa trông như những cánh bướm nhiều màu sắc đang bay lượn giữa trời xanh. Vậy còn trên bầu trời có những gì? Mặt trời đang từ từ nhô lên. Những đám mây màu tím nhạt đang bồng bềnh trôi. Đàn hải âu bay về phía chân trời. Phía xa xa, ông mặt trời đỏ chót đang từ từ nhô lên. Đàn hải âu đang trao lượt tìm bắt cá. Những đám mây nhẫn nhơ bay trên bầu trời. Cô vừa hướng dẫn các em xong phần trả lời câu hỏi theo sách giáo khoa. Cô mong các em sẽ ghi nhớ và luyện tập viết lại vào vở bài tập tiếng Việt nhé. Cô chúc các em học tập thật vui và hiệu quả. Cô chào các em.